Hello, chào các bạn. Hôm nay mình gia đình mình đi chơi ở cái khu gọi là Louisville State Recreation Area, là cái khu mà cái khu giải trí Louisville. Ở đây nó có gồm, diện tích của nó là 192 mẫu anh các bạn, mà nó gồm 5 bãi cát và 50 mẫu về mặt nước. Và các bạn thấy nó bao quanh nó bởi những cái cây bông gòn đó các bạn. Ở đây nó có 5 bãi cát. Đây là một cái bãi mà mình tới đầu tiên nha các bạn. Còn 4 bãi nữa. Bây giờ mời các bạn đi tham quan chỗ này với mình nha. Ở đây các bạn thấy người ta, ở đây là một cái bãi, ở đây nó họ cho tắm đó các bạn. Cho người ta tới bơi rồi mướn thuyền chơi. Lần đầu tiên đó thì gia đình mình đó mới tới đây nè, chứ trước tới giờ đó thì mình không có biết cái chỗ này. Các bạn thấy không, nước hồ nó rộng mênh mông luôn. Đây là một trong năm cái bãi mà mình tới đầu tiên đó các bạn. Ở đây toàn họ ra đây nè, họ mướn thuyền chèo các bạn. Người lớn thì là 18 đồng, mà trẻ em thì là 13 đồng. Và 13 đồng một người các bạn, người lớn là 18 đồng một người. Ở đây thì không có thuyền để mà lái bằng máy, mà máy tự động, mà thuyền mình phải bơi bằng chèo bằng tay ấy các bạn. Bạn thấy ở đằng xa kia có một chiếc thuyền đang chèo bơi. Mình tới đây thì bây giờ cũng là khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều, khoảng 5 rưỡi 6 giờ rồi các bạn. Cho nên mình không có dự trù là hôm nay tới đây để chơi, mà mình tới để tham quan xem coi như thế nào đó các bạn. Và lần khác thì mình sẽ tới đây để mà chèo thuyền bơi lội. Các bạn thấy họ tới đây chơi rất là đông, cuối tuần họ tới rất là đông. Con mình nó thích trèo cây, nó thích chụp hình ở trên cây, nó leo trèo vậy đó. Có chừng té đó Vi ơi. Vi à, có chừng té. Bên kia họ cũng có cái nhà các họ ba bán đồ đó các bạn. Mình chưa qua bên đó, không biết họ nào bán cái gì hay làm cái gì vậy.
trên này các bạn. Có leo cao vậy. Có cây nhỏ cái nấm đó. Là cái bãi đầu tiên, còn 4 bãi nữa các bạn. À, những cái bãi bãi có cái bãi người ta cho câu cá đó các bạn. Ghê đó các bạn ơi. Hôm nay á, bên mình Tiểu Văn mình là 80 độ, 86 độ. Mà mình đứng ở đây mát ghê luôn á. Không có nóng một chút xíu nào hết. Biết mà cái khu này tới 192 mẫu rồi các bạn, rất là rộng. Cuối tuần người ta đến đi chơi rất là đông rồi các bạn. Nhưng mà những cái chỗ đông này mình cũng sợ. Không ai đeo khẩu trang hết trơn. Chẳng thì người ta bơi lội, nếu mà người ta đeo khẩu trang thì người ta cũng không bơi được không các bạn. Mang khẩu trang vô đi con. Mang khẩu trang vô. Đây đông quá mình là phải mang vô thôi. Đây đông quá mà không có ai mang khẩu trang nhé các bạn. Khu ở Mahon cho người ta barbecue đó các bạn. Họ đem đồ ăn ở đây, thịt ra đây họ nướng.
thịt để ăn. Cuối tuần ra đây họ sinh hoạt rất là đông luôn. Thấy cảnh đẹp kia. Chiếc thuyền để chèo vậy sao? Cho mình là mướn cho mình đi á, mình đi chèo dưới nước đó các bạn. Bên này con thấy ai qua bên này chơi cái trò chơi ở bên này. Lần trước á thì mình quay cái cảnh hồ ở Lơ đó, và cái khu đó là cái khu riêng biệt các bạn, nên những cư dân ở đó họ ra đó chơi thôi, họ có những chiếc cano và những cái thuyền riêng của nhà họ. Còn những cái bãi ra chơi ở đây á là cái khu công cộng, ai tới cũng được hết. Ở đây á thì họ cho thuê thuyền cô lên đến đây chơi mà về bơi với lại thì là 18 đồng một người lớn. Bơi nè, bơi đi thuyền nè.
đây mình có 5 bãi tất cả, mình nghĩ là bãi này là đông nhất, tại vì ở đây họ có cho bơi nổi nè, rồi đi thuyền nữa, cho nên mình nghĩ ở đây là cái bãi mà người ta tới đông nhất. Còn cái bãi mà câu cá đó thì những ai thích câu cá thì mới qua bên đó. Video mình tạm dừng ở đây nha các bạn nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tới nha.